Rồi, test nhẹ chiếc S150 mới làm ở khu vườn Thái bên độ xe Vinac. Bao nhẹ nhàng nha. Đó, rất giọt nha ha. Xe này mình làm rồi Vin Thái nha, êm bờ. Rồi, chào anh em S150 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm cái bộ nồi Thái. Xe này đang bị tình trạng là tuột nồi lì rồi. Anh này sẽ cho anh em tham khảo hình cái nồi cũ luôn. Thì cái bộ nồi cũ mình dành là tuột nồi nè, hai nhôm nồi bị mòn lõm là không còn nồi phẳng ha, không còn nồi bám nữa. Đó. Còn cái bố sắt mình dành là tuột nồi cháy đen thui nè. Đó, anh thấy bố sắt là màu đen nha, không còn nồi bám nữa. Tuột nồi hao xăng ha. Nó chuyển thành màu đen rồi. Đó, không còn cái độ mềm nữa ha. Rồi, cấu hình cái bộ nồi mới sẽ đi cho anh em là full bộ nồi Thái luôn, còn cặp nhôm nồi Vin Thái nè, vết sơn nguyên nha. Trắng đẹp và full mới ha. Đó. Mới cho anh em luôn. Rồi, đi lại cho chủ xe combo là full là bốn nó bố nồi Vin Thái nè. Đó, mình đi bố Thái bạn lớn nha. 1 2 3 4 ha, cũng có thêm bằng lớn. Đi sát Vin Thái luôn nha anh em, combo là 3 lá nè, trắng đẹp và full mới cho anh em. 1 2 3 full mới nha. Trắng đẹp full mới luôn. Đi kèm lại cho anh em là bốn cái lò xo nồi mới luôn nha. Đó. Anh em mà muốn lên combo bộ nồi Thái do dòng S150 chống giọng nồi, chống tuột nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên mình là chuyên làm nồi dòng S150 nha. Rồi, mình chào anh em. Rồi, chào anh em S150 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi Thái. Đầu tiên mình sẽ cho phần cái chuồng heo nồi vô ha. Tới phần cái đế nồi, đó. À, tới lòng đền chặn đế nha ha. Rồi, lòng đền chặn phe là tán nồi ha. Tiến hành là bắn nồi lắc kê cái phần cái lòng đền chặn phe luôn. Rồi, tiến hành là cho phần bố sắt nồi vô. Bố em sẽ đi là bố Thái ha, phun nồi Thái luôn, cặp nhôm nồi là em bỏ ngoài nha. Đó, đi là cặp nhôm nồi Vin Thái. À, đầu tiên thì anh em cho phần lá bố ha, lá bố sắt. Thì anh em lắp đúng chiều nha, chiều cô nằm trong còn chiều bé nằm ngoài. Tiến hành là cho phần ép nồi vô tới bốn lò xo nồi ha. Lò xo thì có chiều lớn chiều nhỏ nha. Anh em để cái chiều lớn thì nằm trong nha, còn cái chiều nhỏ nằm ngoài. Tiến hành là cho bốn tán nồi vô, siết đều bốn lò xo nồi nha anh em. Rồi, tiếng Anh là siết 4 lò xo nồi nha ha. Anh em siết đều từng con một nha. Và con này đối chiếu con kia. Rồi, tiếng Anh là siết đều 4 con nha ha. Sau đó mình hành là chỉnh nồi. Thì sẵn đây mình sẽ cho chỉ cho anh em cách chỉnh nồi luôn để cho anh em tự làm tại nhà nha. Rồi, đầu tiên anh em xác định cánh buồm chụp côn và cánh buồm lốc máy ha. Thì mình sẽ chỉ cho anh em ha. Đây, đây là cánh buồm của thằng cái chụp côn nha. Cái nếu nhỏ nè. Và cái nếu dưới này là cánh buồm lốc máy ha. Thì anh em cho cánh buồm chụp côn chung với buồm lốc máy nha. Đó, để mình hành chỉnh nồi. Anh em đừng có quan tâm cái dây này nó xa gần kệ nó nha. Mình chỉ quan tâm cái cánh buồm đã bị chỉnh nồi thôi nha. Đó, rồi. Tiến hành qua chỉnh nồi bên này. Thì đầu tiên anh em sẽ tiến hành là chỉnh cái phần cái ốc ở giữa nha. Anh tháo lỏng ra. Anh em lấy cái ba kè bốn cạnh đó, anh em rài tới điểm chết luôn. Rồi chẵn 1/4 vòng và lắc kê thôi nha. Đó, có mình chỉnh nồi rất là dễ dàng dành Exeter cho 50 nha. Sau đó em sẽ tiến hành là test cho anh em luôn, full có hình bộ nồi nha. Rồi, test nhẹ chiếc S150 mới làm ở khu vườn Thái bên độ xe Vinac. Bao nhẹ nhàng nha. Đó, rất giọt nha ha. Xe này mình làm nồi Vin Thái nha, êm bền nhẹ nha. Nãy nhận xe vô nó bị lì với bị keo á. Mình làm lại là bao êm nha anh em luôn. Hết xào hết giọng nha ha. Êm ru. Full con nồi nồi Thái nha. Đó, bao êm. Rất giọt nha. Con này là mình làm là full bộ nồi luôn nha. Để chủ xe tối nay qua lấy. Anh em ẹt mà muốn làm nồi thì ghé bên em ha. Bên em là chuyên ẹt nha. Đó, ẹt 135 150 155 ha. Full con bộ nồi luôn. Bao nhẹ nha. Đó. Nhẹ nhàng lướt liền ha. Đó, rất giọt ha. Quá đã. Sung sướng luôn ha. Đó, bộ nồi em làm là bao bền nha, chạy nhiều năm trời vậy nè. Đó, em dạo nhẹ để cho anh em tham khảo một vài dòng để cho anh em nắm cấu hình ha. Đó, full nồi Thái và chiếc ẹt nha. Nhẹ nhàng lướt gió luôn em ha. Đó, làm xong thì bên em sẽ có hóa đơn nè, chiếc hành đầy đủ để cho anh em về nha. Rồi, cảm ơn anh trai Exeter.